Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 48 ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 và bài tập môn toán lớp 2 bộ sách Cánh Diều. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 84 nào. Như vậy chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 nè. Thì yêu cầu là đặt tính rồi tính. Được chưa? Chúng mình sẽ có nè các phép tính cộng và những phép tính gì? Trừ. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện các phép tính cộng trước nhé. Rồi. 16 cộng 38. Rồi đây có 4 phép tính cộng này, thầy kẻ luôn cả 4 phép tính. Sáu cộng với 8 nè bằng bao nhiêu? 14, viết 4 nhớ 1 nè. 3 này chúng ta nhớ 1 là 4, vậy thì 1 cộng với 4 là 5. Tương tự nè, 31 cộng 49 nè, 1 cộng 9 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 nè nhớ 1 là 5, vậy thì 3 cộng 5 là 8. Xong chưa? Rồi 77 nè cộng 23. 7 cộng 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1 nè. 2 này nhớ 1 là 3, vậy thì 7 cộng với 3 bằng mấy? Bằng 10. Được chưa? Rồi 8 nè cộng 92. Hãy chú ý đặt số 9 nha và số 2 nè. 2 này là 2 đơn vị nên ta phải đặt thẳng số 8. 8 cộng 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1 nè. 9 nè, kem nhớ 1 là 10. Được chưa? Xong nha. Rồi, sang các phép tính trừ. 42 trừ 2, 27 nè. Ở đây cũng có 4 phép tính, thầy cũng sẽ kẻ luôn cả 4 phép tính này. Được chưa? Các em thấy nè, 2 không trừ cho 7, chúng ta lấy 12. 12 trừ đi 7 thì bằng 5. Viết 5 nhớ 1. 2 này chúng ta nhớ 1 là 3 nè, vậy thì 4 nè trừ đi 3 thì còn mấy? Còn 1. Mấy nhớ sách này nè, chúng ta phải nhớ vào số trừ nha. Còn sách kết nối chúng ta lại nhớ vào số gì? Số bị trừ. 80 trừ 50, 56 nè. 0 này không trừ cho 6 phải mượn 1. 10 trừ 6 bằng 4. 5 nhớ 1 là 6. 8 trừ đi 6 thì bằng 2. Được chưa? Rồi tiếp tục. 100 trừ 89 nè. 0 không trừ cho 9 mượn 1 này. 10 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 1. 8 nè, kem nhớ 1 là 9, vậy thì 0 không trừ cho 9 lại mượn tiếp nè. Đúng không? Lấy 10 trừ đi 9 thì bằng mấy? Bằng 1. Đó. Như vậy 1 chúng ta trả là sang đây rồi, đúng không? Rồi 1 0 0 trừ đi mấy? Trừ đi 4 nè. 0 không trừ cho 4 mượn 1 đúng không? 10 trừ đi 4 thì bằng 6. Như vậy đây 10 trừ đi 1 thì sẽ còn mấy? 9. Xong chưa? Sang bài số 2. Nối các phép tính có kết quả bằng nhau. Đấy, như vậy ở xung quanh ở đây chúng ta sẽ có rất là nhiều những phép tính, cả những phép tính cộng, phép tính gì? Trừ. Vậy thì chúng mình để xem
phép tính nào có kết quả bằng nhau thì chúng mình phải thực hiện nó này, đúng không? Và chúng ta làm ra giấy nháp nhá, và ghi, thầy sẽ ghi nháp ở trên này. 75 mà trừ đi 10 này chúng ta sẽ được bao nhiêu? 60 65 này các em. 56 cộng 18 này, các em đặt phép tính cho thầy. Ta sẽ đặt phép tính là giấy nháp nha. 6 8 14, viết 4 x 1, 5 x 1 là 6 này. Như vậy đây sẽ được 60 mấy? 64 nè. Anh ta tự đặt nhá. 72 mà trừ đi 7 thì sẽ còn bao nhiêu? Đây, 72 này các em trừ cho 7 nè. 12 mà trừ 7 thì bằng mấy? 5. Như vậy đây sẽ được bao nhiêu? 65 nè. Được chưa nào? 47 cộng với 8 thì được 50 mấy? 56. Được chưa? Đó. 70 mà trừ đi 6 thì chúng ta sẽ còn 60 mấy? 64 nè. 92 trừ 52 đấy thì các em sẽ còn bao nhiêu? 4 gì? 40 nè. Được chưa? Rồi, 8 mà cộng với 32 chúng mình sẽ được bao nhiêu? 40. Và 48 mà các em cộng với 7 thì chúng mình sẽ được đây là 50 mấy? 55. Đúng không? 8, 7, 15 với 5 x 1, 4 x 1 là 5. Đấy, như vậy ở đây chúng ta chỉ được nối phép nào có kết quả bằng nhau. Đấy, thì chúng ta sẽ nối nó với nhau này. Ta nhìn đây, số 65 này, 65 với 65 đây. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ nối phép tính của chú gấu à và chú voi này. Được chưa? 64 này. À, hiểu chưa? Rồi, 40 nè. Được chưa? Rồi, anh này bao nhiêu? À, xin lỗi, đây là 55 chứ nhỉ? 47 cộng 8 sao ra 56? 78 15 mà. Đây là 55 nhá. Đúng chưa? Vậy thì hai anh này sẽ là gì? Có kết quả bằng nhau. Đó. Xong chưa? Rồi, sang bài số 3. Bài số 3 ta yêu cầu nè, điền cái dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc dấu bằng vào trong những cái phép so sánh nè. 67 cộng với 10 so với 76 cộng với 10. Vậy mình nhìn thấy số 67 như thế nào? Đây có 10, đây cũng có 10 nè. Đây 67, 76 nè. Đấy, các em chỉ cần so sánh như này thôi, chúng ta sẽ biết 76 lúc nào nó sẽ lớn hơn nè. Đây là cái cách mà chúng ta làm nhanh nhá, thì trên mạng đó. Rồi, 33 cộng với 8, đây 38 cộng với 3. Như vậy thì đối với bài này thì các em có thể đặt ra giấy nháp 33 cộng cho 8 nè, 1 nè, 4 nè, đúng không? Đây cũng sẽ là bao nhiêu? 38 cộng 3, 1 nè, 4 nè. Vậy đây kết quả sẽ làm sao? Bằng nhau. Rồi, 45 trừ 6, đây là 46 trừ 5. Đấy, các em nhìn chúng ta thấy ngay rồi. Như vậy 45 trừ 6 thì sẽ bao nhiêu? 15 trừ 6 bằng 9, 4 trả 1 sẽ còn 3, 6 trừ đi 5 còn mấy? 1, 4 hạ 4 nè. Đấy, như vậy 39 so với 41 thì rõ ràng 39 này phải gì? Nhỏ hơn, đúng không? Rồi, 86 trừ 40 nè, thì đây sẽ được bao nhiêu các em? 6 trừ đi 0 bằng 6, 8 trừ 4 bằng 4. 80 trừ 46 nè, 10 trừ đi 6 thì bằng mấy? Bằng 4 nè. 8 trừ đi 5 thì sẽ còn mấy? 3. Như vậy 34 so với 46 thì rõ ràng 46 này nó phải lớn gì? Lớn hơn. Được chưa? Đấy, những cái phần này thì khá là cơ bản rồi, chúng ta có thể nháp và chúng ta thực hiện nó nhé. Sang bài số 4, tính. Như vậy ta cho ở đây 50 cộng với 10 thì bằng mấy? 60. 60 mà cộng với 40 thì sẽ được mấy chục? 10, đúng không? 10 là 1, 100. Rồi,
100 trừ đi 80, tức là 10 chục trừ đi 8 chục này, thì sẽ còn 2 chục. 2 chục cộng với 7 chục sẽ lại là 9 gì? 9 chục. 34 cộng 8 này, 34 cộng với 8 thì bằng bao nhiêu? 40 mấy? 42, đúng không? 42 giờ các em trừ cho 10, 12 thì sẽ được bao nhiêu? 30. Xong chưa nào? Rồi, tương tự nè. 51 trừ đi 6. Như vậy 51 trừ 6 nè, các em nhẩm với thầy cũng được nhá. 11 trừ đi 6 thì bằng mấy? Bằng 5. 5 này trả 1 còn 4. 45 chúng ta cộng cho 35. Không. 4 với 4 là 8. Tức là anh 3 này nhớ 1 là 4 nè. Vậy đây sẽ được 8 gì? 8 chục nè. Xong chưa? Rồi, sang bài số 5. Mẹ Nam cần hái 95 quả xoài để biếu họ hàng. Mẹ đã hái được 36 quả, hỏi còn phải hái bao nhiêu quả nữa? Đấy, tức là gì? Đây là cái số xoài mà mẹ cần hái này, và mẹ đã hái được bằng này thì còn lại bao nhiêu? Chúng ta có thể hiểu nè, có nè, bao nhiêu? 95, đúng không? Cần chứ, cần hay là có, đúng không? Cần nè, 95, đã có 36. Vậy thì hỏi phải còn lại là bao nhiêu? Thì mình chỉ việc thực hiện một phép tính gì đây các em? Phép tính gì? À đúng rồi, phép tính trừ, đúng không? Vậy chúng mình sẽ trả lời mẹ còn phải hái bao nhiêu quả xoài. Đấy, và chúng ta sẽ trả lời mẹ, nhớ là mẹ ai nhá. Đấy, mẹ này tên là gì? Mẹ của bạn Nam. Mẹ Nam cần hái số quả xoài là mình sẽ lấy cái gì? 90 95, số xoài cần có, trừ đi số đã hái được, tức là số đã có. Cho các em đặt phép tính 95 trừ 36. 50 trừ 6 mượn 1, 15 trừ 6 bằng 9 nè. 3 nhớ 1 là 4, vậy thì 9 trừ 4 sẽ còn 5. Được chưa? Như vậy cần phải hái bao nhiêu? 59 quả nữa. Rồi, trong miền Nam các em gọi đấy là gì? Trái, đúng không? Trái xoài. Rồi chúng mình sẽ ghi đáp, đáp số. Như vậy mẹ của Nam cần hái 59 quả. Chúng ta ghi rõ quả gì? Quả xoài. Xong chưa? Sang bài tiếp theo, bài số 4. À xin lỗi, câu B chứ. Tự nhiên thầy nói bài số 4. Vườn nhà Thanh có 27 cây nhãn, số cây vải thì nhiều hơn là 18 cây. Hỏi vườn nhà Thanh có bao nhiêu cây vải? Đây là nhìn cái chúng ta thấy rồi đúng không? Nhiều hơn một số gì các em? Đơn vị, đúng không? Ta sẽ trả lời ngay và luôn nhé. Vườn nhà Thanh có bao nhiêu cây vải? Chúng mình sẽ trả lời vườn nhà, vườn nhà ai? Vườn nhà Thanh có số cây vải là, chưa? Rồi chúng mình sẽ lấy số gì? Số cây nhãn nè, 27 nè, cộng với cái số mà cây vải nó nhiều hơn cây nhãn nè, 10 18. Như vậy 27 cộng 18 chúng mình viết ra 27 nè, cộng 10 18, 7 8 15, viết 5 nhớ 1 nè, 1 nhớ 1 là 2, vậy thì 2 cộng 2 sẽ là 4.
sẽ là bao nhiêu? 45 cây. Đó. Và đến đây chúng mình ghi đáp số nhé. Đáp số 45 cây. Cây gì chúng mình phải ghi rõ này? Cây vải. Xong chưa? Rồi, đó. Như vậy thì đến đây chúng mình đã hoàn thành xong chưa? Bài số 48. Và đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho bạn đang học ở chung lớp, ngồi chung bàn với mình nhé.